Tết khỏe lành chẳng ở đâu xa. Tết khỏe lành ở ngay trong tinh hoa ẩm thực Việt. Ra miền Bắc với thì là thoảng nhẹ, mẻ chua thanh lành. Thêm nghề nồng ướp thơm cá béo. Nêm chút yêu thương để thấm vị ngọt ngào. Cuốn chặt tươi mát, béo thơm để an hòa mâm Tết. Vào miền Nam với cá thác lát đầy sông, thịt cá dẻo mùi, thoảng mùi sông nước. Quết cùng tâm sức, gói ghém cái trong ngọt dai, cái ngoài giòn rùm. Tết này, hãy cùng Cơ Nò nâng niu ẩm thực Việt để mâm Tết thêm món an hòa. Cơ Nò, an hòa vì Tết, an lành xuân sang.